I need help. Hi, Chung. Today is actually a very cold day, and today I'm standing here at Bakjang's village. This village is known for its ceramic pottery vases. Okay, I'm waiting for Matt. He's actually our guest for our today's show, and he's from America, so he's a wonderful guy, and he should be coming here in a few minutes. So in the meantime, I'm going to talk to the owner of the factory. She's going to show us how to the step process. So why don't you come with me, and from there. Actually, I'm here at the shop, and I'm gonna go in and ask the owner and to see if she's willing to help us with the process, the making process today. Cửa hàng gốm Hưng Hưng là một trong những cửa hàng gốm còn giữ được rất nhiều sản phẩm thủ công đẹp mắt của làng gốm Bát Tràng. Hôm nay chàng trai tới từ nước Mỹ sẽ được trải nghiệm công việc của một người thợ gốm. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm khó quên với Matt. Có vẻ như Tracy và gia đình chủ nhà phải đợi Matt khá lâu thì phải. Rất có thể Matt bị lạc đường. Đây rồi, cuối cùng Matt cũng tới được làng gốm Bát Tràng. Có quá nhiều cửa hàng gốm tại đây, chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian để Matt tìm ra cửa hàng gốm Hưng Hưng, nơi mà anh ấy sẽ tham gia trải nghiệm của mình. Oh, hey Matt. Hello. Good to see you. Good to see you. What took you so long? Matt. Well, it's Did you get lost? I did. I got very lost. Oh, you did? It's kind of a interesting part of the town. A little windy road, so. A lot of ceramic shops, so hard to find. Well, I'm glad you found us. And let me introduce you. This is Ji Nhung. Nice to meet you. She's the owner of this shop. And this is her husband. Nice to meet you. And then is he and my Zoom. Matt? Zoom? Yes, and Zoom. Okay. And she will show us around and okay. A little introduction about her work and her products here. And from there, she's going to take us to the factory. And that's where you're going to be making an actually real ceramic product. Sounds good. Product. Đi vòng vòng, nhà chị đi vòng vòng. Anh chị cùng đi theo nhé. Dạ. Đi đi, không sao. Câu chuyện đã trở nên thân mật hơn. Vợ chồng chị Nhung dẫn Matt và cả Tracy đi thăm cửa hàng trưng bày gốm của mình. Làng gốm Bát Tràng, một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, nơi đây được biết đến với những sản phẩm gốm sứ đẹp mắt, chất lượng. Nghề làm gốm cũng là nghề cha truyền con nối. Những bí quyết làm nghề chỉ được truyền lại cho con trai mà thôi. Đây là lần đầu tiên Matt tới thăm làng gốm Bát Tràng. Anh đặc biệt thích những bức tranh phong cảnh làng quê Việt, những bức tranh phố cổ được làm từ gốm ở đây. I thought it was very interesting because, you know, there's lots of different types of, you know, pictures you can buy, you know, paintings, or you can have those pictures. There's a lot of them on the street where they sew pictures with, you know, fabric pictures or just plain old photos. But I had never really seen a ceramic picture like that before, so it was just kind of a different medium that I thought would be cool to have. Okay, Matt, it's actually it's time for you to actually go into work. Okay. I'm going to hand you over to Ji Nhung, and she will take you to the factory. Great. Okay. And I can't wait. Good luck. Thanks. And chị ơi, em sẽ giao Matt cho chị nhé, rồi chị dẫn cậu ấy vào làm
làm gốm. Okay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị vui vẻ nhé. Đừng có gây gắt với anh này nhé. Okay, sẽ là một người thầy rất là khó tính. She said like she's gonna be really hard on you if okay. you don't know how to make it. Okay. All right, well, crack that whip. Okay, Matt, good luck, and I will see you soon. Thank you. Okay. Cảm ơn chị nhiều nhé. Cảm ơn anh. Yeah. Okay. All right, let's go.